không có hợp đồng tiền hôn nhân, vợ chồng Bill Gates chia tài sản 146 tỷ đô la Mỹ như thế nào? Sáng ngày 4 tháng 5, Bill Gates lên Twitter thông báo ông và người vợ gắn bó gần 3 thập niên sẽ ly hôn. Tin này gây sốc toàn thế giới vì trong mắt nhiều người, họ là cặp vợ chồng hạnh phúc, tận tâm bên nhau và luôn đồng hành trong các hoạt động từ thiện toàn cầu. Và một câu hỏi lớn không ít người đặt ra, đó là điều gì sẽ xảy ra với khối tài sản khổng lồ của họ? Tỷ phú Bill Gates là nhà đồng sáng lập hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft và từng nhiều lần đứng đầu danh sách người giàu nhất thế giới. Ông và vợ, bà Melinda Gates, lấy nhau được 27 năm, có 3 người con gồm Jennifer, Rory và Phoebe. Trước thông báo ly dị, Bill Gates là người giàu thứ tư thế giới với tài sản ròng 146 tỷ đô la Mỹ, sau Bernard Arnault, 155 tỷ đô la Mỹ, Elon Musk, 175 tỷ đô la Mỹ và Jeff Bezos, 203 tỷ đô la Mỹ. Vợ chồng ông đã dành khoảng 50 tỷ đô la Mỹ trong khối tài sản của mình để làm từ thiện thông qua các hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp. Do vậy, nếu họ không làm điều này thì tài sản thực sự của họ ở thời điểm hiện nay vào khoảng 196 tỷ đô la Mỹ. Bill và Melinda Gates kiểm soát tài sản của mình thông qua công ty mà họ đã thành lập có tên Cascade Investment. Theo Fox News, vợ chồng tỷ phú công nghệ dường như không có hợp đồng tiền hôn nhân. Do vậy, tin tức họ ly hôn khiến dư luận bắt đầu suy đoán về tác động tài chính từ quyết định của họ trong thời gian tới. Nếu vợ chồng Gates thực sự không có thỏa thuận tiền hôn nhân, nơi ở của họ sẽ quyết định việc phân chia khối tài sản khổng lồ. Hai người sống ở Washington, bang theo chế độ đồng sở hữu tài sản, nên một phần thẩm phán ở địa phương sẽ chia đôi tổng tài sản họ tích lũy được sau khi kết hôn. Trong trường hợp hai người không tự dàn xếp được, tài sản thuộc sở hữu của mỗi người trước khi kết hôn không được tính đến. Trong hơn 20 năm qua, ông Bill 65 tuổi và bà Melinda 56 tuổi đã cùng nhau xây dựng và phát triển quỹ từ thiện Bill and Melinda Foundation, trụ sở tại Seattle, bang Washington, tập trung vào xóa đói nghèo, cải thiện giáo dục và chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu, đặc biệt là ở các nước nghèo. Họ đã quyên góp hàng chục tỷ đô la cho các hoạt động từ thiện. Theo số liệu tài chính mới nhất được công bố, kết thúc năm 2019, Bill and Melinda Foundation có tài sản ròng 43,3 tỷ đô la Mỹ. Trong thời gian gần đây, quỹ còn dành các khoản hỗ trợ cho sản xuất vaccine, xét nghiệm chẩn đoán và các phương pháp điều trị y tế tiềm năng cho đại dịch COVID-19. Tỷ phú Bill Gates giải thích rằng, sau khi ly hôn, ông và bà Melinda sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau tại quỹ. Bill và Melinda có 3 người con, Jennifer 25 tuổi, Rory 21 tuổi và Phoebe 18 tuổi. Họ ở chung trong một biệt thự ở Washington, nổi tiếng với thiết kế kết hợp các công nghệ tiên tiến. Mới đây, Bill Gates từng tuyên bố chỉ để lại cho mỗi người con khoảng 10 triệu đô la Mỹ và sẽ dành gần như toàn bộ tài sản cho từ thiện. Những thông tin mới về vụ ly hôn đình đám sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật.